Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Mão. Xem tử vi tháng 9 năm 2018 âm lịch, tuổi Mão được nhị hợp quý nhân che chở, vận khí cát lành, gặp nhiều may mắn và thuận lợi, công việc có trợ lực nhưng không quá lớn. Bằng trí thông minh và tài ngoại giao khéo léo, bản mệnh vẫn hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tài vận khởi vượng, thứ tài đắc lợi, mang tới vận may về tài chính. Thời điểm này thích hợp đầu tư kinh doanh, nhất là các dự án bất động sản. Nhưng lưu ý, phải là điểm dừng, kẻo tham thì thâm vì nguyệt lệnh lâm tử. Tình cảm thăng hoa, đời sống hôn nhân hạnh phúc, đón tin vui về con cái. Người độc thân mở rộng mối quan hệ, gặp gỡ đối tượng ưng ý, tình yêu sớm đơm hoa kết trái. Về sức khỏe, tuổi Mão hết sức lưu ý khi những vấn đề an toàn đi lại cũng như trong lao động. Ngoài ra đề phòng họa huyết quang, cẩn trọng khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn có thể gây chảy máu. Tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch sự nghiệp. Sang tháng Nhâm Tuất, người tuổi Mão được nhị hợp quý nhân phù trợ, lại có thêm cát tinh tử vi chiếu mệnh, vận khí hanh thông, công việc tiến triển tốt, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Tử vi cát tinh mang tới trí tuệ mẫn tiệp, tinh thần sáng tạo cao độ, khả năng cao, bản mệnh sẽ cho ra đời những ý tưởng sáng tạo vô cùng độc đáo và mang giá trị kinh tế cao, được hưởng lợi không ít từ đó. Nói như vậy không có nghĩa là công việc thuận lợi ngay từ ban đầu. Bao giờ cũng thế, vạn sự khởi đầu nan, cần phải kiên trì và nỗ lực tới cùng mới đạt được kết quả như mong muốn. Trong tháng có thời điểm bạn chưa đưa ra quyết định quan trọng, cần phải chú ý tầm nhìn xa, đừng vì cái lợi mà mất đi lợi ích lâu dài. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Mão nên lưu ý chọn đối tác tuổi Tuất hoặc tuổi Hợi để mong mọi sự thuận lợi. Đây là quý nhân phù trợ giúp bản mệnh trong tháng này, hãy chủ động tạo cơ hội tốt cho mình. Tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch, tài lộc. Cùng với công việc thuận lợi, tài vận của tuổi Mão cũng khởi sắc mạnh mẽ trong tháng 9 âm này, cả về chính tài và thứ tài. Chính tài ổn định và có xu hướng tăng, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội tăng lương của bạn đã đến, hãy mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận rất cao. Thứ tài đắc lợi mang lại nhiều may mắn về tiền bạc cho tuổi Mão, bản mệnh kinh doanh đắt hàng, đầu tư thắng lợi, vì thế bạn tự tin để mưu sự lớn, cầu đại tài, quan trọng là bạn có dám làm dám chịu hay không mà thôi. Trong tháng tuổi Mão có lộc kinh doanh, nhất là ở lĩnh vực đất đai điền sản, có thể tiến hành giao dịch, mua bán, hứa hẹn nguồn thu nhập dồi dào. Xem lịch vạn niên và vi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng Tây, gặp nhị hắc hung tinh. Nơi này cần được chú trọng dọn dẹp sạch sẽ và bài trí phong thủy hợp lý thì tài khí của gia chủ mới vượng. Để kích hoạt tài khí, người tuổi Mão có thể đặt tượng tỷ hưu hay kỳ lân phong thủy ở phương vị này. Đây là vật phẩm phong thủy vừa có tác dụng hóa sát, hóa giải xui xẻo, vừa mang tới may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch, tình duyên. Được quý nhân nhị hợp xe duyên, tình cảm của người độc thân phong phú, đa sắc, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị không bao giờ quên ngay trong tháng này. Tuổi Mão khéo ăn khéo nói, giao tiếp rộng nên rất dễ lọt vào mắt xanh của đối tượng khác giới. Cơ hội làm quen tiếp cận, mở rộng quan hệ xã giao rất nhiều. Bản mệnh tự tin thể hiện cá tính và lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn của riêng mình. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, nhưng bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều vui vẻ nên dễ dàng hóa giải mọi vấn đề về tình cảm. Theo đó, đời sống hôn nhân càng ngày càng được củng cố, gia đạo bình an, vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái. Tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch, sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mão duy trì ở mức bình ổn trong tháng 9 âm lịch này. Có điều thời tiết biến đổi liên tục, khó tránh lúc bị cảm cúm hay ốm vặt. Tuy nhiên, thể trạng mau phục hồi, không phải lo lắng thái quá. Vấn đề cần lưu ý trong tháng là an toàn trong khi làm việc, lao động, đặc biệt những ai chuyên phải lái xe đường dài hoặc làm những việc nguy hiểm liên quan đến hóa chất, cần phải hết sức thận trọng. Ngoài ra, đề phòng họa huyết quang, cẩn trọng khi sử dụng các đồ vật sắc nhọn có thể gây chảy máu. Nguyệt lệnh lâm đất tử, có thể nói tuổi Mão sẽ gặp hung hiểm về cuối tháng, do đó không được chủ quan.
cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão. 1. Tân Mão, Mộc, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú, khẩu quyết, hành sự thuận lợi, tâm trạng được cải thiện đáng kể. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, xanh lá, đen. 2. Quý Mão, Kim, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán, khẩu quyết, trong nhà có hỷ sự, bản mệnh liên tiếp gặp may mắn về tài chính. Quý nhân, Hợi, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, trắng, đen. 3. Ất Mão, Thủy, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch, khẩu quyết, tử vi tuổi Mão tháng 9 năm 2018 âm lịch, nam mệnh tuổi Ất Mão có sao Thái Âm chiếu mệnh, có lộc về đất đai, điền sản. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Tí, Dậu, màu sắc may mắn, đen, trắng. 4. Đinh Mão, Hỏa, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú, khẩu quyết, mạnh dạn khởi nghiệp hay đầu tư, kinh doanh sẽ thu về thuận lợi lớn. Quý nhân, Hợi, Sửu, tiểu nhân, Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn, hồng, vàng. 5. Kỷ Mão, Thổ, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán, khẩu quyết, tình yêu phơi phới tạo động lực phấn đấu học hành thi cử. Quý nhân, Mùi, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 9 âm lịch năm 2018 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.